Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và mặt trận cùng với tinh thần hòa hợp, đoàn kết của tăng ni Phật tử. Trong nhiệm kỳ 7, 2012-2017 đã tích cực hoạt động và đạt được rất nhiều thành tựu Phật sự nổi bật, tạo uy tín, niềm tin đối với tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ 7 2012-2017 có 92 thành viên, trong đó có 38 vị là thành viên thường trực. Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương do Hòa thượng Thích Thiện Duyên làm trưởng ban, có 4 phân ban và 6 tiểu ban. Để có được sự gắn bó chặt chẽ mật thiết giữa Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương với địa phương, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tổ chức nhiều chuyến thăm viếng Ban trị sự và làm việc với Ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành trên toàn quốc, nhằm xem xét tình hình, thực trạng của Ban hướng dẫn Phật tử và đề xuất các kiến nghị lên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giúp đỡ và giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Tôi xin thay mặt cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum tán thán công đức và hồi hướng công đức cầu nguyện cho Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, chư tôn đức trưởng lão Hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng, chư tôn đức tăng ni cũng như quý vị cư sĩ đạo hữu Phật tử cũng như các nhà mạnh thường quân và tất cả các vị có tinh thần từ thiện đã góp phần cho ngày lễ khóa bồi dưỡng và khóa tu học của tất cả miền Trung và Tây Nguyên. Công tác đó là một công tác vô cùng lớn lao, không phải chỉ một tỉnh thành nào mà cả miền Trung và Tây Nguyên ai ai cũng được thấm nhuần hiểu biết theo sự chỉ dạy của chư tôn hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng, chư tôn đức ni và tất cả quý vị thiện hữu tri thức đã góp phần, góp công, góp sức, đem hết tâm lực của mình để hướng về công việc tu học cho bà con Phật tử nói chung và nhất là cho bà con Phật tử giới tuổi trẻ của người dân tộc năm tỉnh Tây Nguyên và tất cả của 10 tỉnh thành để đem lại sự lợi lạc trong cuộc sống an bình, trật tự, hạnh phúc và có một cuộc sống tốt đẹp trong hiện tại cũng như tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm 2016, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và chùa Bái Đính đồng tổ chức khóa tập huấn, khóa tu cho các tăng ni và Phật tử phía Bắc tại chùa Bái Đính Ninh Bình, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng quần chúng xã hội. Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp với Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo ngành Hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 35 năm thành tựu và phát triển với hơn 5.000 tăng ni và Phật tử tham dự. Buổi hội thảo cũng đã hoàn thành viên mãn. Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương cũng như Ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành đã thực hiện nghiêm túc và tâm huyết các hoạt động thường niên thăm viếng, chúc Tết tặng quà chư tôn đức Hội đồng trị sự và Văn phòng 2 Trung ương, kêu gọi các Phật tử hưởng ứng tổ chức lễ mừng thọ vào dịp Tết Nguyên Đán, lễ Vu Lan. Hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật đản theo đúng chỉ đạo của Hội đồng trị sự, phối hợp với Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức thuyết giảng tại các đạo tràng của từng tự viện. Các tự viện trang trí biểu ngữ, băng rôn, áp phích, cờ trước cổng chùa và các trục lộ xung quanh chùa. Hướng dẫn Phật tử tổ chức Phật đản tại nhà như cách treo cờ, bài trí. Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tham gia công tác tổ chức đại lễ Phật đản với các hoạt động như diễu hành xe hoa, thắp nến cầu nguyện hòa bình, thắp sáng hoa sen trên sông, hội thi giáo lý, cùng rước xá lợi, biểu diễn văn nghệ với hàng trăm ngàn lượt cư sĩ Phật tử tham gia. Tổ chức và tham dự các sự kiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các lễ lớn của Phật giáo như đại lễ kỷ niệm lần thứ 705 ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại Quảng Ninh, hội thảo Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Yên Tử hiện nay năm 2013.
Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 11 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Chùa Bái Đính Ninh Bình năm 2014, kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tọa đàm Phật giáo đối với nữ Phật tử năm 2017. Tham gia các phong trào, diễn biến xã hội, triển lãm tranh nghệ thuật ủng hộ Trường Sa và Hoàng Sa, thăm tặng quà và giao lưu với các thương binh tại Trung tâm Thương binh Duy Tiên, Hà Nam. Ngoài ra, phân ban gia đình Phật tử đã cử nhiều huynh trưởng tham gia tập huấn kỹ năng và tư vấn hỗ trợ cộng đồng phòng chống HIV/AIDS do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan UNICEF tổ chức. Ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành đã kết hợp với các tự viện tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho các giới tử có nguyện vọng muốn trở thành người đệ tử chính thức của Tam Bảo, trực tiếp tham gia sinh hoạt tu học trong lòng giáo hội, tạo được hiệu ứng rất tích cực và nhiều đồng bào các dân tộc tham gia lễ quy y. Chương trình Phật hóa gia đình, lễ hằng thuận tổ chức tại chùa cũng được Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương thực hiện hiệu quả. Bên cạnh việc chăm lo phát triển công tác của ban, các thành viên của Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, các phân ban và tiểu ban đã thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà cho đồng bào nghèo, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ sinh viên học sinh nghèo hiếu học, vượt khó. Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành đều ủng hộ từ thiện, hoạt động các chuyên ngành. Với sự chỉ đạo của Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, các phân ban chuyên ngành và các tiểu ban trực thuộc cũng đã hoạt động tích cực và hoàn thành xuất sắc như phân ban cư sĩ Phật tử, phân ban hướng dẫn gia đình Phật tử, phân ban thanh thiếu nhi Phật tử, phân ban Phật tử dân tộc. Tổng số Phật tử có 592.983 tham gia sinh hoạt tu học thường xuyên định kỳ tại 3.617 đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý và thính pháp tại các giảng đường. Hiện nay có 35 tỉnh thành có gia đình Phật tử sinh hoạt theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó có 26 tỉnh thành đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành thành lập ban hướng dẫn phân ban gia đình Phật tử. Số lượng đơn vị gia đình Phật tử 1.059 đơn vị. Số lượng huynh trưởng các cấp 9.821 huynh trưởng. Số lượng đoàn các ngành 64.678 đoàn sinh. Tổng số huynh trưởng và đoàn sinh tính đến cuối năm 2016 là 74.499. Trong đó, nổi bật thu hút đông đảo giới trẻ và quần chúng nhất vẫn là chương trình Tiếp sức mùa thi, hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo, được Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, phân ban thanh thiếu nhi Phật tử, báo Giác ngộ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành tổ chức, nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các tự viện, gia đình Phật tử, các tình nguyện viên với các hoạt động như đón nhận và hỗ trợ các suất ăn chay, chỗ ở cho thân nhân và thí sinh, phương tiện đưa đón thí sinh đến trường thi cho khoảng hàng chục ngàn thí sinh dự thi đại học tại các địa phương. Từ năm 2014 đến nay, phân ban thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương đã kết hợp với ban trị sự, ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ tổ chức hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo, quy tụ hàng ngàn thanh thiếu nhi Phật tử của các tỉnh thành cùng nhau tham gia. Đây cũng là điểm sáng của hoạt động thanh thiếu nhi Phật tử, mang lại nhiều hiệu ứng xã hội tích cực và rèn luyện nếp sống đạo đức, hướng thượng, lòng tri ân của thế hệ trẻ trong xã hội ngày nay. Với những thành tựu Phật tử trân quý nhiệm kỳ qua cũng như yếu tố tối ưu cần thiết trong mọi thời đại, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là viên ngọc sáng trong lòng giáo hội. Thông qua việc làm thiết thực để nêu cao tinh thần giác ngộ giải thoát, vô ngã vị tha của Đức Phật với ý nghĩa chân, thiện, mỹ, phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật.